Konnichiwa, Dương nè, Dương nè. Trong video lần này thì Dương muốn chia sẻ chuyện tự tập vẽ mặt người của mình. Dương lên YouTube tìm được vài kênh có tutorial dạy khá là dễ hiểu. Đại loại các phương pháp thì cũng giống nhau đến 90%. Nên sau khi thử qua hết thì Dương cũng tự đúc kết được một chút kiến thức riêng cho bản thân mình. Tuy nhiên đúc kết thì đúc kết chứ à, vài ngày sau Dương cũng quên à. Bởi vậy Dương quyết định dành vài buổi ra luôn chỉ để vẽ gương mặt chính diện thôi. Rồi, mời các bạn cùng xem. Theo Dương thấy là có hai hướng vẽ mặt người. Cái hướng thứ nhất là nhìn sao dễ vậy, tức là bám gần như hoàn toàn vào kỹ năng quan sát của mình. Cái hướng này thì đòi hỏi phải luyện quan sát dữ lắm, mà nhiều khi cũng cần cả năng khiếu thực thụ bên trong. Cái hướng thứ hai là vẽ theo các cái phương pháp hàn lâm, dựng đo trục theo cấu trúc giải phẫu cơ thể. Hướng này thì nếu vững vàng cơ bản thì cũng có thể bù trừ cho khả năng tả thực của người vẽ. Ít nhất là cũng giúp tránh được những cái lỗi sai ngớ ngẩn về mặt giải phẫu người. Dương thấy cái hướng vẽ này có vẻ phù hợp với những người thích vẽ theo trí tưởng tượng, sáng tạo ra những cái nhân vật mới hơn là tả thực. Ở góc độ là người học vẽ thì Dương muốn cố gắng theo cả hai hướng. Mình cần cả vẽ đúng lẫn cả vẽ giống mà đúng không? Không lẽ vẽ mà không giống?
Trong video này thì Dương chỉ luyện vẽ mặt người ở góc chính diện thôi. Có thể lần sau Dương sẽ luyện vẽ đầu người theo nhiều góc khác nhau luôn. Dương có để mấy đường link bổ ích ở trong chú thích của video này đó nha. Các bạn rảnh thì coi đi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.